Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2. Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mà Trương Quốc Huy đã bị chủ nhà trục xuất ra khỏi nhà ở Nam California, và tôi cũng đã có những chương trình về việc đó, thì cũng có những người hỏi tôi bây giờ Trương Quốc Huy đang ở đâu hả anh Hùng? Tôi cũng có một số bạn bè ở Nam California, và những bạn bè đó như anh Minh Giang á, anh có làm chương trình thì cho thấy rằng là Trương Quốc Huy hình như còn rất là bơ vơ, rất là bơ vơ, chưa thấy xuất hiện chỗ mới, và nếu có chỗ mới thì chắc cũng giấu kín vì e ngại những người tò mò, hoặc là những người họ muốn tìm hiểu như thế nào sẽ tới nơi đây, tức là nơi mà chỗ thuê mới của Trương Quốc Huy. Tôi chưa thấy nha. Thế mới đây cũng có một người bạn gửi cho tôi một tấm hình và hỏi rằng là anh Hùng có thể xác minh được chuyện này có thật hay không. Đây là tấm hình. Đây là tấm ảnh mà người bạn hỏi tôi xác minh dùm. Xác minh như thế nào? Tấm ảnh này thì hỏi rằng có phải là Trương Quốc Huy hay không, thì khuôn mặt đúng là Trương Quốc Huy đang ngồi hút thuốc ở trên một ghế sofa, chung quanh đó là đồ vật bừa bãi, y như là một homeless, như là một người vô gia cư. Còn địa điểm như thế nào thì tôi chịu. Đó là tấm hình. Tôi đã trả lời là tôi không thể xác minh được là Trương Quốc Huy có thuê nhà hay không, có thuê nhà mới hay không, thì tôi không có xác minh nổi. Vì tôi đang ở Việt Nam, mà các bạn bè của tôi giàu ở Nam California thì cũng không có hơi sức nào mà đi tìm ba cái chuyện này. Họ cho rằng là chuyện cá nhân. Nên là tôi xin trả lời tôi không xác minh nổi. Nhưng người ở trong tấm hình có phải là Trương Quốc Huy hay không, thì tôi xác định đó là khuôn mặt của Trương Quốc Huy. Đó là khuôn mặt của Trương Quốc Huy. Còn có phải là người giống Trương Quốc Huy hay không, thì tôi nghĩ rằng trường hợp giống thì có, nhưng mà hy hữu lắm. Vậy thì sự xác nhận của tôi là khoảng chừng 80-90% đó là Trương Quốc Huy nha. Trương Quốc Huy ngồi ở trên một ghế salon đã bị vất ra ngoài. Đã bị vất ra ngoài và ngồi xung quanh đó là rác. Rác thì cảnh đó giống như là một người vô gia cư. Thì câu hỏi được đặt ra, có bao giờ đó là ảnh mà người ta chụp khi mà Trương Quốc Huy dọn nhà, bị trục xuất khỏi nhà, thì đã để cái sofa đó và ngồi ở trên sofa đó đợi gì đó và đang hút thuốc. Thì cảnh đó đó là có thể chung quanh là rác, nhưng mà nhìn thấy thảm thiệt, thật là thảm. Nếu mà mới dọn nhà ra mà ngồi như vậy thì đúng là homeless. Còn nếu vài ngày sau mà người ta thấy ngồi như vậy ở đâu đó thì đúng là thật là thảm thương, homeless. Nên hỏi tôi có xác định được vị thế hoặc là chỗ ngồi đó ở chỗ nào, thì tôi xin nói rõ tôi không có xác định được. Tôi không có xác định được. Tôi không xác định được thời gian luôn. Nhưng tôi nghi ngờ đó là đây là hình mà sau khi bị trục xuất đang chuẩn bị dọn đi, thì cái ghế sofa đó được dọn ra khỏi nhà để ở trên cái lối chạy xe đó, hoặc là lối đi đó, tại vì tôi thấy có thảm cỏ.
thì tôi nghĩ rằng là để ở trên lối đi thì đồ vất vung vãi lung tung thì Trương Quốc Huy ngồi hút thuốc. Thì đó là sự nghi ngờ của tôi. Nhưng tôi không có khẳng định được là thời gian cũng như là địa thế, có thể là một chỗ khác và thời gian khác. Và nếu là lúc mà bị trục xuất khỏi nhà thì hình ảnh đó đúng là tội nghiệp, vô gia cư thiệt. Còn nếu mà là tới chỗ khác và bây giờ tình trạng như thế thì thật là thảm thương. Điều này nói lên điều gì? Trương Quốc Huy và mẹ Trương Quốc Huy thường hay rêu rao, đó là qua bên Mỹ thì chính phủ Mỹ lo cho ăn và lo cho nhà cửa. Có thật như thế hay không? Miếng ăn là miếng tồi và cứ dựa vào người ta xin xỏ. Thì đương nhiên nước Mỹ thời gian đầu họ giúp cho thuê nhà với giá rẻ nha. Thuê nhà với giá rẻ. Rẻ hơn so với người bình thường. Nhưng nhiều khi cũng phải trả ít nhất là 500-600 đô la một tháng. Và căn nhà mà Trương Quốc Huy thuê lúc đó đó, bây giờ lên tới 2.600 đô la. Thì có thể là chính phủ cho 30%, 30% hoặc là 60% đi. Nếu 60% thì hơn nữa, thì gia đình Trương Quốc Huy thuộc dạng nghèo. Dạng nghèo á, tức là không có đủ lợi tức á, dạng nghèo á, thì nhất là mẹ của Trương Quốc Huy là người già, thì có thể xin thì họ giảm xuống còn 60%, thì phải trả 40%. 40% trên 2.600 thì là khoảng chừng gần 1.000 đô. Gần 1.000 đô, chính phủ trợ giúp thêm 1.600 đô nữa. Nhưng có lẽ không đủ tiền, cho nên chúng ta đã thấy rằng là bị trục xuất ra khỏi nhà. Lo cho bản thân mình còn chưa sống nữa mà cứ đi lên trên mạng nói dốc. Nào là bảo rằng là chính phủ Mỹ lo rồi nước Mỹ là gì đó là thiên đàng, là gì đó, cái gì cũng ca tụng Mỹ. Đương nhiên nước Mỹ có nhiều ưu điểm. Nước Mỹ là giấc mơ của nhiều người, tôi đồng ý. Và là giấc mơ thành công của nhiều người, tôi cũng đồng ý. Nhưng mà để đạt được giấc mơ đó không có đơn giản chút nào hết. Đạt được giấc mơ đó là phải làm việc cật lực từ sớm tới chiều tối. Ở bên Mỹ, trung bình, người làm việc bình thường, nếu gọi là nhân công cao cấp thì bảo là 40 tiếng đồng hồ một tuần. Nhưng thực chất thì sáng phải dậy ra, lái xe đi khoảng chừng nửa tiếng, một tiếng nè. Rồi làm 8 tiếng nè, rồi về. Thì như vậy là trung bình một ngày ít nhất là 10 tiếng. Rồi ngày thứ bảy Chủ nhật thì được nghỉ. Đó là một nhân công có trình độ và cao cấp. Còn nhân công không có trình độ và cao cấp thì khỏi nói. Làm việc ít nhất là 12 tiếng một ngày. Nghĩa là làm việc thực chất là hơn 10 tiếng. Xe đi xe về thì cộng cộng là 12 tiếng. Nên làm việc vất vả từ sáng tới tối. Và có nhiều người làm luôn cả ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật. Nên ở bên Mỹ người ta gọi là cái máy làm, chứ không phải là chơi sung sướng đâu. Nên nếu mà cỡ như gia đình của Trương Quốc Huy mà không làm cật lực thì không có đủ tiền trả tiền nhà, không có đủ tiền trả tiền ăn, tiền xe. Trên đời danh dự của con người rất quan trọng, phải do chính mình tay làm hàm nhai, không nhờ vả ai hết thì mới xứng đáng. Đó là nhân quyền, đó là nhân cách rất là trân trọng. Như tôi nói hồi nãy, tôi rất là trân quý giấc mơ của nước Mỹ. Và tôi cho rằng nhiều người đến Mỹ làm việc và đã thành công, đó là giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó phải trả một giá rất mắc, không có đơn giản. Tôi không có chê bai việc mà có giấc mơ đó. Nhưng lạm dụng giấc mơ đó, nghĩ rằng mình qua đó là mình ca tụng cái này cái nọ mà không nói
sự thực tế diễn ra ở bên nước Mỹ thì rất đau lòng. Đó là tại sao nước Mỹ có cảnh homeless rất là nhiều. Như chính Mỹ, qua các cơ quan truyền thông của Mỹ đã loan tin đó là năm nay, năm 2024 này, chính thức là Mỹ có khoảng chừng 780 mấy ngàn người vô gia cư. 780 mấy ngàn người vô gia cư. Vì nhiều lý do, vì không đủ khả năng tài chính để chi trả, vì không chịu làm, hoặc là vì gì đó nên bị đuổi ra khỏi nhà, như trường hợp của Trương Quốc Huy và mẹ của Trương Quốc Huy, gia đình của Trương Quốc Huy. Vậy thì tôi xin trả lời, tấm ảnh đó không nói lên được toàn cảnh nha. Không nói lên được toàn cảnh. Nó chỉ là một góc thôi. Một góc đó, nó cũng nói lên một phần đó là Trương Quốc Huy lúc đó nếu mà bị trục xuất thì không có nhà cửa. Bây giờ có chưa thì tôi không biết. Tôi không khẳng định được bây giờ đã thuê nhà được chưa. Còn bảo rằng là mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Vì mua nhà là phải có tài chánh đặt cọc xuống khoảng chừng mấy chục phần trăm, rồi họ check credit đủ thứ hết, thời gian rất là dài. Vậy thì chắc chắn gia đình Trương Quốc Huy không có mua nhà nổi. Không mua được nhà nổi. Và có thuê được nhà hay không lại là một câu hỏi khác. Thì tôi chưa có trả lời được. Tôi chưa có trả lời được. Có thể ăn nhờ ở đậu, tức là nhờ gia đình người khác mình ở nhờ, thì có thể. Có thể có cái trường hợp đó. Và hình ảnh vừa rồi chỉ là một góc. Nó nói lên một thời gian. Thời gian đó là cái thời gian chụp tấm ảnh đó là vô gia cư là đúng. Thời gian đó. Còn bây giờ thì tôi không có khẳng định được. Vì tôi hỏi tôi là có đủ khả năng để mà kiểm chứng giùm hay không, thì tôi không đủ khả năng. Tôi ở bên Việt Nam mà. Nhờ bạn bè thì ba cái chuyện này tôi không có nhờ. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.